Viện Chính trị Công an Nhân dân. Mới đây, ông Nguyễn Đăng Quang đã có bài trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt với những lời lẽ của một kẻ ngu muội nhưng lại tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Trong bài viết Vì sao tướng Trương Văn Long nghỉ chờ hưu được đăng tải trên BBC tiếng Việt, ông Nguyễn Đăng Quang đã nói rằng việc Bộ Công an công bố quyết định chờ nghỉ hưu đối với thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Trương Văn Long khiến ông cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ. Ông Nguyễn Đăng Quang cho rằng, vì lý do gì đi chăng nữa, Bộ Công an không nên công bố quyết định này khi hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra. Cũng theo ông Nguyễn Đăng Quang, ngoài cấp hàm thiếu tướng, ông Long còn có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư và theo quy định chung của nhà nước, những người có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ được lưu giữ lại từ 5 đến 7 năm, tức là phải đến năm vào tuổi 65 đến 67. Họ mới được nghỉ hưu chính thức, mặc dù khi đến tuổi 60 theo yêu cầu thì họ có thể không đảm nhận công tác quản lý và chỉ làm công tác chuyên môn thuần túy. Vậy là ông ta suy luận có lẽ ông Trương Văn Long có quan điểm bị Trung Quốc không thích liên quan tới clip ông Trương Văn Long giảng bài bị tán phát trên mạng, trong đó có những nội dung phê phán Trung Quốc, nên Bộ Công an cho nghỉ hưu chờ hưu mà không được tiếp tục giữ lại công tác. Đúng là một kẻ như ông Nguyễn Đăng Quang nói ra những lời ngu vãi như vậy mà không biết xấu hổ. Hội nghị Trung ương 6 có diễn ra hay không thì có liên quan gì tới việc công bố một việc thiếu tướng đang công an đang chờ nghỉ hưu? Theo quy định của nhà nước, việc nghỉ hưu được tính đúng với ngày sinh của người đó. Ông Trương Văn Long sinh vào ngày 1 tháng 10, thì nghỉ hưu đúng vào ngày 1 tháng 10, có gì mà phải thắc mắc? Chẳng lẽ ông ta phải xin khác ngày của hội nghị Trung ương? Đây là điều ngu thứ nhất. Thứ nữa, theo quy định của nhà nước thì những người có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ được lưu giữ lại từ 5 đến 7 năm. Tuy nhiên, có ở lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc tự nguyện của người đó. Người muốn ở lại công tác chuyên môn, không giữ chức vụ quản lý, phải có đơn xin tự nguyện ở lại công tác. Trong trường hợp này, nếu như ông Trương Đăng Long không muốn ở lại mà muốn có thời gian cho gia đình, thì ai có thể bắt được ông ấy ở lại? Đó là điều ngu thứ hai. Thứ ba là, trong bối cảnh đảng, nhà nước ta đang cố gắng tinh giảm biên chế, việc giữ lại một người có cấp hàm thiếu tướng ở lại đi liền với đó là những chế độ chính sách lương bổng, điều kiện công việc sẽ gây ra không ít áp lực cho ngân sách nhà nước. Được biết, không chỉ thiếu tướng Trương Văn Long mà không ít các vị tướng lĩnh, nhà khoa học trong lực lượng công an gần đây cũng đều được Bộ Công an giữ lại vì vấn đề này. Ông Nguyễn Đăng Quang từng là người công tác trong ngành công an. Ông tự hào với cái hàm đại tá mà lại phát ngôn hàm hồ, ngu muội như vậy, đó là điều ngu thứ ba. Và còn không ít điều ngu nữa ở kẻ háo danh huyễn hoặc này. Một kẻ ngu như ông mà muốn cố tình tỏ ra nguy hiểm, đúng là già rồi mà còn ngu. Liên quan tới việc tướng Trương Văn Long nghỉ chờ hưu thì báo Công an Nhân dân đưa tin. Ngày 2 tháng 10, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí của Bộ trưởng Bộ Công an đối với thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trương Văn Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong suốt quá trình công tác, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau, ở cương vị nào đồng chí Trương Văn Long cũng luôn thể hiện lập trường chính trị kiên định, vững vàng trước mọi thử thách, giữ vững phẩm chất đạo đức, kiên quyết đấu tranh với tư tưởng sai trái thù địch, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần vào công tác công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và lực lượng công an giao phó. Thông tin do Trương Văn Long nghỉ chờ hưu cũng nhanh chóng được nhiều báo đăng tải lại và loan báo. Cũng vì điều này nên xung quanh cái chuyện ngỡ như bình thường này lại thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Dưới đây là một ý kiến được cho là hết sức bất ngờ, nhưng cũng không phải là hiếm xung quanh chuyện này. Đó là một ta tút của một Facebook Phạm Hoàng Nguyên. Ghi như thế này, thiếu tướng Trương Văn Long nghỉ hưu non, tướng công an Trương Văn Long là nhân vật bị lộ clip nói về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ở đây có hai chi tiết, và đó cũng là mối quan hệ từ nhau. Có thể suy ra, như thiếu tướng Trương Văn Long nghỉ hưu non, tướng Trương Văn Long là một nhân vật bị lộ clip nói về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc gây xôn xao dư luận thời gian qua. Về chuyện lộ clip được nói đến, VOA tiếng Việt có đoạn. Trong tuần qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một video dường như bị rò rỉ có nội dung một viên tướng công an Việt Nam nói chuyện về những vấn đề lớn trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Đoạn video dài hơn 30 phút cho thấy một người đàn ông khoảng 55 tuổi mặc cảnh phục với quân hàm thiếu tướng đứng phát biểu trước cử tọa khoảng 30 người trong một hội trường khá rộng. Sân khấu của hội trường được trang trí với khẩu hiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, cờ đảng bên cạnh quốc kỳ Việt Nam, tượng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm pano có dòng chữ lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn năm 2016. Như vậy, tạm thời không bàn đến nội dung clip bị lộ cũng như động cơ liên quan. Điều chúng ta có thể thấy là ngay cả đài VOA cũng chỉ phỏng đoán Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Trương Giang Long mới chỉ 55-56 tuổi, nghĩa là theo độ tuổi nghỉ hưu ông sẽ còn tới ít nhất 4-5 năm. Đây cũng có thể xem là mắt xích của nghi vấn cho rằng việc ông Long nghỉ hưu sớm là hình thức xử lý của Bộ Công an đối với sai lầm của một sĩ quan cao cấp trong lực lượng của mình. Song, xem ra mọi điều là phỏng đoán và dựa trên suy lý mà có. Bởi theo một nguồn tin chính thức thì ông Long sinh năm 1955 tại Nga Sơn, Thanh Hóa. Và theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an về danh sách các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2017 cũng để lấy ý kiến nhân dân thì Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Trương Giang Long sinh năm 1955, quê quán Nga Sơn, Thanh Hóa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 3, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay, giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long sẽ chính thức có danh hiệu nhà giáo nhân dân. 62 tuổi mới nghỉ hưu, vì thế nó không gọi là non. Đối với một lãnh đạo cấp tổng cục và có học hàm giáo sư tiến sĩ, hay nói cách khác, thiếu tướng Trương Giang Long, giáo sư tiến sĩ Trương Giang Long nghỉ hưu đúng thời điểm.